Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn một món bánh. Đó là món bánh bao chiên. Bánh bao sau khi được gói xong, mình sẽ đem bánh đi chiên. Ngoài bánh bao hấp ra thì bánh bao chiên tròn cũng là một loại bánh rất ngon và được nhiều người ưa chuộng. Với cách làm đơn giản, chúng ta sẽ có được những chiếc bánh xinh đẹp. Với vỏ bánh vàng tròn bên ngoài, phần bột bên trong lại mềm xốp, nhân bánh khi ăn rất vừa miệng. Trước tiên mình sẽ pha bột làm vỏ bánh. Một bịch bột mì 500g, mình sẽ lấy nửa bịch bột nha. 1/2 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê đường. Gói men 7g, mình dùng một nửa nha, chắc là 3g men. Hôm nay cái cân của mình bị hư nên cân đo mình chỉ ước chừng thôi, mọi người thông cảm dùm. Mình sẽ trộn đều các nguyên liệu lại với nhau. Tiếp theo mình sẽ cho 10 muỗng canh nước lọc vào và 2 muỗng canh dầu ăn. Mọi người dùng đũa trộn đều cho hết bột khô nha. Sau đó mình dùng tay nhào bột thành một khối và để bột nghỉ 10 phút. Nếu thấy bột quá khô, hãy cho thêm một muỗng canh nước lọc vào, đừng cho quá nhiều, bột dễ bị nhão. Thời gian bột nghỉ là lúc đó bột đang hút nước. Bây giờ bột của mình hiện tại đã mềm rồi. Mình sẽ nhồi bột thêm 10 phút cho bột mịn. Sau đó ủ bột từ 30 đến 45 phút, hoặc thấy bột nở gấp đôi là được. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị xào nhân bánh nha. Một chén hành tây cắt hạt lựu nhỏ. Một chén nấm mèo đã ngâm nở và cắt nhỏ. Một chén củ sắn cắt hạt lựu. Một chén cà sốt cắt hạt lựu. 15 quả trứng cút đã luộc và bóc sạch vỏ. Khoảng 2 muỗng canh hành tím băm. Một chén hành lá cắt nhỏ. Một chén thịt heo xay. Trước tiên, mình sẽ cho dầu ăn vào chảo. Khi dầu nóng, mình cho hành tím và hành tây vào xào thơm. Mình xào hành được 2 phút thì cho thịt heo xay vào. Xào thịt heo thêm 2 phút nữa thì cho cà sốt vào. Mình sẽ xào cho cà sốt và thịt chín. Khi thấy thịt heo hết đỏ và cà sốt đã chuyển màu rồi, mình sẽ cho củ sắn và nấm mèo vào. Mình xào các nguyên liệu thêm 2 phút rồi mới nêm nếm gia vị. Mình có 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu hào. Mọi người trộn đều và nêm nếm gia vị xem đã vừa ăn hay chưa. Có thể cho thêm 1 muỗng cà phê tiêu xay vào nữa nha. Cuối cùng mình sẽ tắt bếp, rồi cho hành lá vào, xào sơ qua 1-2 phút nữa là đã xong phần nhân rồi. Bột của mình đã nở, bây giờ mình sẽ chia bột và gói bánh nha mọi người. Mình cắt một ít bột khô lên thớt, rồi cho bột lên trên. Mình sẽ nhồi sơ bột chừng 5 phút thôi để bột mịn hơn. Tiếp theo mình chia bột ra 15 phần. Sau đó mình túm viền bột lại và vê cho bột được tròn. Tiếp tục, mình dùng cây cán và cán bột mỏng vừa, rồi cho nhân vào trong. Nhân thì mọi người cho sao thấy vừa ăn là được. Mình sẽ cho thêm một quả trứng cút vào nữa. Cuối cùng mình sẽ gói bánh lại. Nếu mọi người không bắt mới bánh được, có thể gói sao cho phần bột kín miệng là được nè. Đây là 15 cái bánh mình vừa gói xong. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị dầu và chiên bánh thôi. Dầu mình để hơi sôi nhẹ thì cho bánh vào chiên. Khi cho bánh vào chiên, mình sẽ lật miếng bánh xuống mặt chảo. Phần này mình gói bột hơi dày nên chiên cho bánh chín từ từ nha. Tiếp tục mình sẽ cho lần lượt bánh vào. Lửa lúc này mình để ở mức trung bình, không quá nhỏ, dầu thấy sôi lăn tăn nhẹ là được. Mình sẽ chiên cho bánh được chín đều từ trong ra ngoài nha. Mọi người nhớ lật trở bánh để bánh được chín và vàng đều.
Bánh của mình lúc này chiên đã được 5 phút. Mình thấy bánh đã có màu vàng ưng ý rồi. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra. Vậy là mình vừa hoàn thành xong món bánh bao chiên rồi. Bánh rất giòn, màu vàng nâu của bánh cũng rất hấp dẫn. Đặc biệt khi chiên xong, bánh rất thơm. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Bibi cả nhà. Mãi yêu.